Thay mặt cho những người làm chương trình, xin phép được bắt đầu. Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể bà con nhân dân có mặt trong đêm liên hoan văn nghệ mừng lễ hội truyền thống thôn Chân Chim ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc đêm văn nghệ thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, như thường lệ đến hẹn lại lên, khi Tết đến xuân về, cứ vào ngày mùng 6 tháng riêng hàng năm, toàn thể nhân dân trong xã nói chung, thôn Chân Chim nói riêng lại hân hoan chào đón lễ hội truyền thống của xã, của làng. Hội làng đã ghi dấu bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình thân, về tình đoàn kết, về sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân trong thôn. Đây thực sự là một nét đẹp văn hóa đặc trưng đang được lưu truyền và bảo tồn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tới dự đêm liên hoan văn nghệ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Về phía đại biểu xã, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quý Ba, đảng ủy viên, phụ trách chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thôn xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Khoát, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, cùng các ông bà trong ban chi ủy, chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Vũ Văn Song, trưởng thôn, trưởng tiểu ban chỉ đạo lễ hội, cùng các ông bà chi hội trưởng, các chi hội, chi đoàn, các ông bà chủ nhiệm, các câu lạc bộ, các quý khách gần xa và toàn thể nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trước khi chương trình văn nghệ xin được bắt đầu, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Vũ Văn Song, trưởng thôn, trưởng tiểu ban chỉ đạo lễ hội lên phát biểu khai mạc đêm văn nghệ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Quý Ba, đảng ủy viên, phụ trách cơ sở. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Khoát, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận của thôn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn. Kính thưa các quý khách thập phương, hòa chung không khí của cả nước, nô nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023, mừng xuân Quý Mão năm 2023, đặc biệt là chào mừng lễ hội truyền thống Làng Chân Chim, Làng Phúc Lâm, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Lâm, được sự nhất trí chỉ đạo của ban chi ủy, chi bộ thôn Chân Chim. Hôm nay thôn nhà tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội làng Chân Chim, làng Phúc Lâm, nhằm ôn lại những ca khúc về Đảng, về quê hương, về đất nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ và nhân dân thôn Chân Chim, đặc biệt là cảm ơn con em quê hương trên mọi miền tổ quốc, anh chị em lao động bên Hàn Quốc và nước ngoài đã ủng hộ về tinh thần và vật chất cho quê hương. Cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ và các cháu thiếu nhi đã hăng hái luyện tập những bài hát, những ca khúc và những điệu múa. Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Chân Chim, quý khách thập phương và gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng lễ hội làng Chân Chim, làng Phúc Lâm năm Quý Mão 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn bài phát biểu khai mạc của ông trưởng thôn. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe lời khai mạc đêm văn nghệ của ông Vũ Văn Song, trưởng thôn, trưởng tiểu ban chỉ đạo lễ hội. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đồng chí Phạm Quý Ba, đảng ủy viên, phụ trách cơ sở lên có bó hoa tươi thắm để tặng cho đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Song, trưởng thôn lên nhận hoa. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Quý Ba, xin cảm ơn ông Vũ Văn Song. Và để tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện các câu lạc bộ lên tặng nhận hoa chúc mừng của cơ sở. Xin mời đại diện câu lạc bộ dưỡng sinh, đại diện câu lạc bộ văn nghệ của thôn,
Và xin trân trọng giới thiệu, kính mời bà Phạm Thị Khoát, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên tặng quà cho các câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn bà Phạm Thị Khoát, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, và xin cảm ơn đại diện câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách gần xa và toàn thể bà con, tiếp theo chương trình sau đây xin kính mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức màn múa lân vô cùng đặc sắc do các đồng chí đoàn viên thanh niên biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
Bùi Lân thật đặc sắc. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho Bùi Lân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với lòng hăng say nhiệt tình của các bác, các cô, các anh, các chị, các em thiếu nhi trong thôn, ngoài xã, ngày thì lao động học tập, tối về hăng say luyện tập. Hôm nay với lời ca tiếng hát chứa chan tình cảm với Đảng, Bác Hồ kính yêu, với quê hương đất nước, bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, chương trình văn nghệ là một món quà đầy ý nghĩa mà các diễn viên không chuyên xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý khách gần xa và toàn thể bà con, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị khán giả. Ngay sau đây, chương trình văn nghệ mừng xuân Quý Mão, mừng lễ hội làng truyền thống xin phép được bắt đầu. Mở đầu cho chương trình, xin kính mời quý vị đại biểu, khách quý gần xa và toàn thể bà con cùng hướng lên sân khấu thưởng thức tiết mục qua bài hát Lời Ca Dâng Bác do câu lạc bộ Dưỡng Sinh biểu diễn. Xin kính mời ạ. Vâng,
Đúng là ngày cầm cào cầm cuốc, tối về cầm hoa cầm lá cầm cành, thật là uyển chuyển. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay để cổ vũ, chúc mừng ạ. Nối tiếp chương trình là tiết mục Tết Đong Đầy do các em thiếu nhi thể hiện. Xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân hướng lên sân khấu cùng đón xem. Xin trân trọng kính mời. Sau tiết mục Tết Đong Đầy là tiết mục Chảy Hội Xuân chuẩn bị. Xuân năm nay đã đến rồi em ơi, xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai ngô sắc, cùng giờ dựng đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Bên nhau bánh trưng xanh, đẹp gió khẽ đầy yêu. Vâng, xin một tràng pháo tay cổ vũ thật giòn giã để cổ vũ cho những tiết mục rất sôi động. Nối tiếp chương trình sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đón xem màn múa nón qua ca khúc Chảy Hội Xuân do câu lạc bộ Bóng Chuyền Hơi Thôn Nhà thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Đi chảy hội xuân nào chị em ơi. Cô cả qua chân trời. Anh hai ba đi chảy hội xuân nào.
mama. Mama đã thêm tình, mama đổ chị hai đi chơi vui, nghe nói là ta đi chơi vui, từ vùng nào trên sông dưới xôn xao một ngày xuân, trong lá sương bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi, câu hát xưa gợi xuân tình, miếng châu đường duyên nai. Chỉ hai đi chảy thôi, bao bao hồng dài luôn yên tâm, mang nắng về hồi xuân. Nét gì ra chỉ hai duyên ra, cho lòng ai thương nhớ thầm. Tình quê trong một cát, nghĩa để dài trăm năm. Chồng đã giục người ơi mau chảy hồi, đón ba tầm với vây áo tứ thân, xin gửi lòng mình trong câu hát, trong gọn gàng ta đi chảy hồi xuân. Má đầu tiên tủ tình, mắt bồ câu long lanh. Nón quai tháo trong tranh, áo dài thế tha thương. Kìa là chị hai đi chảy hồi, kìa là đi chảy hồi, từ đường là trên sóng. Xuân tình miền châu đường duyên nai, kia là ai đi chảy hồi, kia là trường ai đi chảy hồi, hát bao hồng dài nhiều ngày yên ta mong mong về hồi xuân. Vâng, xin chân thành cảm ơn tiết mục chảy hội xuân, đúng là xuân Quý Mão. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân đến với điệu múa của câu lạc bộ dưỡng sinh qua ca khúc Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư. Đàn cho ta đi theo con suối con kề, qua nương giấy qua bao nhiêu rừng. Đàn cho ta đi đánh lý đêm ngày, giữa rừng xanh dây muôn câu ca. Ta đi trong đám cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên
Đề nghị quý vị khán giả vỗ tay theo nhịp nhạc đi ạ. Vâng, đang hay lại đứt tơ hồng. Xin quý vị có một tràng pháo tay để cổ vũ cho các chị các mẹ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh cay đắng tanh hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe. Đó là ca khúc Ba Quan Mời Trầu, dân ca quan họ Hà Nam, sẽ được tốp ca nam nữ câu lạc bộ bóng chuyền hơi thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Oh,
trên đời. Có đang mấy thầy, có một thầy chạy quanh con.
ba quan mời chầu mà khán giả chưa được miếng chầu nào. Đề nghị cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho quan họ Bắc Ninh. Nối tiếp chương trình là tiết mục múa Hào khí Việt Nam do các em thiếu nhi biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một tràng vỗ tay đoàn giá để cổ vũ cho Hào khí Việt Nam, các cô gái trẻ của thôn nhà chúng ta. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah, 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 ah.
Vâng, một tràng vỗ tay giòn giã để cổ vũ cho cô đôi thượng hàn của thôn nhà chúng ta. Thật là uyển chuyển và mềm dẻo. Xin trân trọng cảm ơn. Nối tiếp chương trình là tiết mục Múa quạt xuân đẹp làm sao do câu lạc bộ văn nghệ thôn nhà biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Đẹp làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa cho tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bướm bốn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rên đi đùng. Trong lòng người đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Man cành đào đẹp làm sao bướm hoa cho tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bướm bốn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rên đi đùng. Mình mừng xuân mứt giữa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người anh nắm tay môi nở nụ cười. Nối tiếp chương trình, xin chân anh chưa đến làng quan họ chọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời như vui sống ước nước lơ thơ. Đó là giai điệu của bài hát gửi về quan họ sẽ được thể hiện qua song ca Thiện Tần và Hồng Hạnh trình bày. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
cũng chẳng biết đến bao giờ. Từ mặt cùng câu hát đợi chờ. Anh chưa đợi chiếc nón mà hỏi xem ta mấy hẹn mấy hò mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón. Khi thấy em hát thân ca, anh thấy yêu câu con họ quê nhà. Có niềm tin bằng tình yêu vô bên vô bờ, lời thì chuông son sắc từng giờ cùng nhau câu hỏi hồn tim quê mình. Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa. Ai là khi những mùa xuân đang hé môi người là bài ca em nhắn tới người cùng nhau câu hỏi hồi lim quê mình. Thank you.
Vâng, đề nghị chúng ta nộp một tràng pháo tay để cổ vũ cho tuổi già ơn đảng. Nối tiếp chương trình và để thay đổi không khí, sau đây xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con hướng lên sân khấu xem màn múa lân sôi động do các đồng chí đoàn viên thanh niên thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Đây thì chúng ta nộp một tràng pháo tay đi ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý khách xa gần và toàn thể bà con tiếp
cùng Múa Lân đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống Chân Chim ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các quý khách gần xa và toàn thể bà con nhân dân đã đến xem cổ vũ, đặc biệt quan tâm ủng hộ tinh thần, vật chất cho đêm văn nghệ được thành công rực rỡ. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, quý khách gần xa, các đội văn nghệ cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc, thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.